Silent Crew đến từ Hải Phòng. Các bạn có thể biết xác về cái bên đây không ạ? V Hunter đến từ Hải Phòng. SUD đến từ Hà Nội. CAP Crew đến từ Hà Nội. Saki Crew đến từ Quảng Ninh. Last Jasper đến từ Hà Nội. Chúng ta đã nhìn lại tất cả 6 nhóm nhảy rất xuất sắc trong đêm chung kết tại khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay. Và một lần nữa xin mời ông Teramoto sẽ trao phần thưởng nhất nhì ba cho 3 nhóm nhảy xuất sắc nhất. Đầu tiên, vị trí giải 3 với phần thưởng là 2 triệu đồng sẽ dành cho ai đây? Đó chính là Silent Crew. Giải 3 với trị giá 2 triệu đồng dành cho Silent Crew. Và tất xin được biết rằng trong mỗi cuộc thi thì chúng ta chỉ còn một giải nhất, một giải nhì và một giải ba. Đặc biệt trong cuộc thi này chúng ta còn hai tấm vé quan trọng để được bước vào đêm chung kết tại Đà Nẵng. Như vậy thì các bạn quyết định sau một tí. Giải nhì với phần thưởng trị giá là 3 triệu đồng sẽ thuộc về ai đây ạ? Quá hồi hộp không nào? CAP Crew. Và đồng nghĩa với việc nhóm CAP Crew là nhóm đầu tiên sẽ bước vào đêm chung kết tại Đà Nẵng vào cuối năm nay, đại diện cho khu vực Bắc Bộ. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, như bây giờ chúng ta còn lại 4 nhóm nhảy. 4 nhóm nhảy, xin mời các bạn. Chúng ta bây giờ 10 triệu đồng cùng chiếc cúp lưu niệm và tấm vé cuối cùng được trao cho V Hunter. Chúc mừng nhóm V Hunter Crew và nhóm CAP Crew.